Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một thông tin sức khỏe thứ hai ngày 17 tháng 6 trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, ăn chay thường xuyên, kiêng ăn đồ đạm, béo hay uống các loại bia rượu vang thay vì rượu vì nghĩ nồng độ cồn thấp hơn đều là những sai lầm khiến bạn bị gan nhiễm mỡ mà không hề hay biết. Bệnh lý này có thể dẫn đến sơ gan, ung thư gan gây nguy hiểm cho sức khỏe. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này trong một thông tin sức khỏe ngày hôm nay. Thông tin được tham khảo trên báo Sức khỏe và đời sống của Bộ Y tế. Tiến sĩ Vũ Trường Khanh, Phó trưởng khoa tiêu hóa Bệnh viện Bạch Mai cho biết, nguyên nhân hàng đầu dẫn đến gan nhiễm mỡ là bia, rượu, đặc biệt ở Nam giới rất nhiều. Tại khoa tiêu hóa, gần như ngày nào cũng tiếp nhận từ 5 đến 7 trường hợp bệnh nhân sơ gan do rượu, dù ban đầu họ chỉ bị gan nhiễm mỡ. Để điều trị bệnh gan nhiễm mỡ ở đối tượng uống nhiều bia rượu, thì việc đầu tiên là cần ngừng uống bia rượu ngay lập tức, nếu không chắc chắn gan thoái hóa mỡ nặng dẫn đến sơ gan. Tuy nhiên hiện nay nhiều người có quan niệm và thói quen là uống bia hoặc rượu vang thay cho rượu vì nghĩ rằng nồng độ cồn thấp ít ảnh hưởng đến sức khỏe hơn. Trên thực tế, theo tiến sĩ khanh, đây là một sai lầm của rất nhiều bệnh nhân gan nhiễm mỡ. Thay vì uống khoảng 200 ml rượu mạnh từ 40 đến 50 độ, nhiều người chuyển sang uống hết một chai vang khoảng 600 ml. Nhưng với độ cồn là 12 thì họ đã nạp vào cơ thể gần tương đương với lượng cồn trong rượu mạnh. Tương tự, nhiều người bỏ rượu sang uống bia vì nồng độ cồn thấp khoảng 5% nồng độ cồn. Thế nhưng họ thường uống bia với số lượng lớn chưa ít khi uống một cốc bia. Và nếu uống từ 2 đến 3 lít bia trong một bữa nhậu thì lượng cồn cũng tương tự như họ uống 200 ml rượu mạnh 50 độ. Ở nhóm nguyên nhân gây bệnh gan nhiễm mỡ không liên quan đến rượu bia, đặc biệt do rối loạn chuyển hóa thì thực ra trường hợp này là thừa năng lượng. Chính vì lý do thừa năng lượng mà không ít người tìm đến cách ăn chay trường kỳ, nhưng đây lại là một cách làm chưa khoa học. Bởi lẽ, theo tiến sĩ Khanh, nếu ăn chay mà đưa vào lượng rất lớn thì chúng ta tiếp tục thoái hóa mỡ vì năng lượng thừa tích tụ lại. Thứ hai là người ăn chay vẫn có thể uống bia, uống rượu khi uống vào gây gan nhiễm mỡ. chỉ ăn rau xanh giảm mỡ. Với những người béo phì thường có thói quen ăn nhiều rau xanh, thậm chí chỉ ăn món rau xanh trong bữa ăn để giảm béo. Song không nên chỉ ăn rau không do lượng ít quá sẽ không đủ cung cấp cho cơ thể. Hơn nữa, nếu thành phần các chất không cân đối, lúc đó sẽ biến cơ thể từ đang dư thừa năng lượng trở thành cơ thể thiếu năng lượng một cách trầm trọng, vì cơ thể không thích nghi ngay được sẽ rất nguy hiểm. Chỉ ăn rau không là không khoa học. Thông thường một ngày, lượng glucid tức là chất tinh bột chiếm khoảng 65% năng lượng đưa vào cơ thể, protein khoảng 15%, chất béo khoảng 20%. Khi chúng ta tính được thành phần cân đối đó thì chúng ta có tiền lệ thức ăn tương đối hoàn chỉnh để cung cấp năng lượng vào cơ thể. Không ăn bữa sáng, nhiều người có thói quen không ăn bữa sáng nhưng lại ăn trưa và ăn tối rất nhiều, điều này là phản khoa học. Theo các bác sĩ, cần chú ý phân bổ lượng thức ăn, bữa sáng sẽ là bữa quan trọng nhất, ít nhất phải đạt 1 phần 3 khẩu phần của cả ngày, sau đó là bữa trưa, bữa tối có thể giảm lượng ăn đi một chút. Tuy nhiên, thói quen của người Việt Nam là hay ăn tối nhiều và ăn no, trong khi lượng tiêu tốn buổi tối ít dễ khiến thừa năng lượng và tích tụ lại dễ khiến gan nhiễm mỡ. Tiếp theo là những gợi ý về chế độ ăn hợp lý, trên thực tế, nhiều người cho rằng thật khó để xác định được lượng ăn bao nhiêu là đủ và hợp lý cho cơ thể. Về vấn đề này, tiến sĩ Khanh cho biết, mọi người có thể tra bảng giá trị dinh dưỡng của thực phẩm để lên thực đơn hợp lý. Ví dụ như 100g thịt lợn nạc thăn cho 20g protein, mỗi 1 gram protein bằng 4 kilocalo, như vậy 100g thịt lợn thăn cung cấp khoảng 80 kilocalo từ đạm cũng 100 g thịt lợn than này cung cấp khoảng 6 đến 8 gram lipid, 1 gram lipid là 4 kcal, 6 gram chất béo. Từ đó tính ra năng lượng tổng của 100 g thịt này là khoảng 150 kcal. Để điều trị bệnh gan nhiễm mỡ, theo các bác sĩ, việc ưu tiên hàng đầu là điều chỉnh chế độ ăn uống, vận động thể lực nếu không hiệu quả mới can thiệp bằng thuốc, cho nên chỉ tuân thủ một chế độ kiêng khem nhằm giảm gan nhiễm mỡ là chưa đủ những tác hại do bỏ bữa sáng thường xuyên sẽ là nội dung trong chương trình thông tin sức khỏe ngày mai mời quý vị và các bạn cùng đón xem mục thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại